mình học ở Winter 19 tuần. Đầu tiên là mình học ESL rồi 7 tuần. Sau đó mình học full time IELTS 12 tuần. Và cuối cùng là chọn học Focus Business 2 tuần. Mình ở đây hiện tại là tròn 6 tuần rồi. Mình cảm thấy mình quyết định không có sai lầm. Có nghĩa là sau 6 tuần mình đã có thể tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh với các bạn ở trong trường. Winter là một cái trường mà có nhiều học sinh ở các quốc gia khác nhau. Ngoài cái việc học tiếng Anh thì mình còn học được văn hóa của Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan. Nói chung là biết hiểu biết được nhiều và hầu như các bạn ở đây đều rất là thân thiện. Nói chung là điều kiện sống rất là tốt. Còn về học thì giáo viên ở Winter theo Thảo nghĩ thì rất là những giáo viên rất là tốt. Bởi vì họ không chỉ giáo viên không chỉ dạy mình về kiến thức về tiếng Anh mà giáo viên chủ yếu là dạy cái cách để mình học. Có nghĩa rằng là mình chỉ học ở đây vài tháng nhưng sau đó mình có thể sử dụng tiếp cái cách học để mà tiếp tục phát triển sau khi mình trở về Việt Nam. Mình có thể tự học bằng chính bản thân mình thôi, không cần tức là mình có thể tiếp tục cái cách đó. Bạn bè nói chung là như là trẻ, thậm chí không chỉ trẻ mà cũng người lớn tuổi cũng vậy, không biết tất cả mọi người cũng không biết rất là trẻ để kết bạn, các bạn sống được thân thiện. Ngoài giờ học ra thì người ta rất là tốt, bởi vì người ta sẽ giúp đỡ mình từ những câu đơn giản nhất. Nếu như ban đầu mình cứ như là khó để hòa nhập, bởi vì mình không có nhiều tiếng Anh thường xuyên á, nhưng mà sau một thời gian thì các bạn luôn luôn hỗ trợ mình để dễ dàng thành một cái cuộc sống cộng đồng. Mình nghĩ là môi trường rất là thân thiện. Hiện tại thì một ngày họ có 9 giờ. Theo sát cái trình độ của Thảo, nói viết đọc hiểu dựa theo cái trình độ của mình, cho nên là mình dễ dàng để tiếp thu bài. Thảo có 9 giờ học, 5 tiết học 1-1, 1-on-1, 2 tiết small group và 2 tiết big group. Lớp small group hiện tại thì chỉ có 2 học viên, còn lớp big group thì có cỡ dao động từ 8 tới 10, nhưng mà thông thường thì 8. Ngoài những cái chương trình học mà từ sách giáo khoa thì giáo viên, đặc biệt là vào thứ thường hay là thứ 6, thì giáo viên hay có những cái gọi là hoạt động vui mà học, học vui để học, học giống như là xem một cái đoạn phim ngắn hoặc là học cái cách giao
học giống như là thực hành tiếng Anh thực tế luôn á. Ví dụ như giáo viên sẽ chia ra những cái nhóm nhỏ để phỏng vấn, giống như là thực hành phỏng vấn interviewer and interviewee, rồi hoặc là giống như học newscasting, mình sẽ đóng vai giống như là những cái phát thanh viên vậy đó. Rất là vui, mình nói chung chỉ cần 2 đến 3 phút cho một bạn, nhưng mà mình phải chuẩn bị và mình cảm thấy tự tin khi mà mình nói tiếng Anh trước, tập cho mình nói tiếng Anh trước những đám đông á, thì rất là hữu ích. Ấn tượng nhất khi học ở Pinninter đó là Thảo nghĩ là Thảo ấn tượng giáo viên, đội ngũ giáo viên rất là trẻ nhưng mà rất là thông minh, kỹ năng dạy rất là tốt. Vì người ta trẻ cho nên là người ta rất là linh động để mà dạy, rất là linh động, tức là không phải là dạy theo một hướng duy nhất, mà sẽ tùy thuộc vào giáo viên, tùy thuộc vào cái học viên đó để mà có những cái cách ứng xử và dạy khác nhau. Cho nên cảm thấy là ấn tượng của giáo viên rất là tốt. Phải chọn Philippines để đi học tiếng Anh bởi vì thứ nhất là cái môi trường nói tiếng Anh, bởi vì tiếng Anh giống như là ngôn ngữ thứ hai ở Philippines vậy đó. Và cái vấn đề thứ hai là chất lượng, thì cả so sánh với ví dụ như Singapore chẳng hạn thì Thảo nghĩ là nó như nhau, nhưng mà cái giá thành thì nó thấp hơn, có thể là một nửa so với Singapore, nhưng mà có một chất lượng tương đương. Theo quan điểm của Thảo thôi thì tiếng Anh của Singapore nó có một chút gì đó gọi là tiếng Anh của người Hoa, theo quan điểm của Thảo thôi. Còn tiếng Anh của Philippines á thì nó lại là gốc chuẩn luôn, bởi vì nó là tiếng Anh của người Mỹ, American, nên là phát âm rất là chuẩn và dễ hiểu, nên là cùng một môi trường có thể là tốt hơn mà giá nó thấp hơn, cho nên Thảo chọn Philippines. Còn một cái nữa là ngoài cái việc học ra thì Philippines có quá nhiều cái nơi để mà du lịch, kết hợp cả học và du lịch, rất là tuyệt vời. Ở Cebu thì Thảo vì ở đây mới có 6 tuần thôi, cho nên là có thể thử đi lặn và bơi cùng cá mập ở Oslo, rất là tuyệt vời. Rồi đi thăm nhà thờ, một trong những nhà thờ cổ nhất ở Philippines và nhà thờ cổ nhất ở Cebu là Santonio, nhà thờ Santonio. Rồi bãi biển ở Cebu. Rồi đi, nếu như chỉ cần 2 giờ đi tàu thôi thì các bạn có thể đi tới Coho, bãi biển cực kỳ đẹp. Mà giá thành du lịch thì nếu mà so sánh với Việt Nam thì cảm nghĩ là rất là rẻ. Và các bạn sẽ dễ dàng hòa nhập với cuộc sống ở Philippines bởi vì người dân Philippines rất là hiền lành và thân thiện, rất là hiền. Các bạn Việt Nam nếu mà muốn đi học tiếng Anh thì hãy nhanh chóng quyết định, bởi vì mình còn ở đây tới tháng 8 rồi, cho nên mình muốn gặp các bạn ở Pinninter. Cho nên mình hy vọng các bạn hãy nhanh chóng quyết định dứt khoát và quyết định nhanh chóng đến đây liền ngay và lập tức, bởi vì đây là một môi trường rất là tốt để mà cải thiện trình độ tiếng Anh. Sẽ không bao giờ hối hận vì quyết định đến học tiếng Anh tại Pinninter. I love Pinninter.